Ngày 26 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự hai cha con Huỳnh Trí Thành, 44 tuổi và Huỳnh Tiến Đạt, 18 tuổi, cùng trú tại khóm 5, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên để điều tra về hành vi giết người. Đạt khai nhận, tối ngày 25 tháng 8, giữa bạn gái của mình và bạn gái của Nguyễn Phúc Huy, ngụ phường Mỹ Hòa, Long Xuyên, xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội. Trong lúc say rượu, không kiềm chế được cơn tức giận, Đạt hẹn Huy tới nhà để chém tay đôi. Khoảng 15 phút sau, Huy mang theo một con dao bấm đến nhà Đạt rồi xảy ra cự cãi, thách thức chém nhau. Lúc này, cha ruột của Đạt là Huỳnh Trí Thành từ trên lầu đi xuống. Đạt chạy vào trong nhà lấy hai con dao tự chế và đưa cha một cây, còn mình cầm một cây. Rồi cả hai lao ra đánh nhau với Huy. Trong lúc xô xát, Huy dùng dao bấm đâm cha con Đạt. Còn cha con Đạt dùng dao tự chế chém Huy. Khi bị chém nhiều nhát vào người, Huy bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã, tử vong. Chiều ngày 26 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an thông tin, khoảng 9 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 thuộc C08 gồm 5 đồng chí do Thiếu tá Vũ Thanh Tùng làm tổ trưởng. Lúc này, tổ công tác phát hiện đoàn mô tô phân khối lớn lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc Giang đi Lạng Sơn có hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Khi Thiếu tá Vũ Thanh Tùng ra hiệu lệnh dừng xe thì bị xe mô tô do T, sinh năm 2000, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội điều khiển, đâm thẳng vào người, khiến Thiếu tá Tùng bị thương. Tổ công tác ngay lập tức khống chế T, lấy lời khai và những người có liên quan, phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang xử lý vụ việc. Kiểm tra ban đầu, T không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ đăng ký xe. Đến 16 giờ cùng ngày, tổ công tác dừng được 14 phương tiện. Tại cơ quan công an, một số thành viên đoàn xe này khai nhận, khoảng 6 giờ cùng ngày, cả đoàn tập trung tại quận Long Biên và xuất phát đi phượt về phía Lạng Sơn. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra vụ việc. Qua kiểm tra, một số người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và có một phương tiện không có biển số. Chiều ngày 26 tháng 8, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã mời chị T, 21 tuổi, ngụ quận Bình Tân, là cô gái tố bác sĩ đòi vui vẻ mới đưa thuốc trị ung thư cho mẹ để lấy lời khai, làm rõ nội dung trong đơn tố cáo của chị này. Trước đó, chị T đã gửi đơn tới Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Bộ Y tế và nhiều cơ quan chức năng đề nghị giải quyết hành vi có dấu hiệu vi phạm y đức, quy định về khám chữa bệnh của bác sĩ NC, công tác tại khoa y học hạt nhân, bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Chị cho biết mẹ bị ung thư tuyến giáp phát hiện đã xâm lấn khí quản. Chị quen biết với bác sĩ C và bác sĩ này từng hỗ trợ tư vấn điều trị cho mẹ chị T. Vì hết cách nên chị T nhắn tin cho bác sĩ C để nhờ. Sau đó, bác sĩ hẹn chị T đem hồ sơ bệnh lý của mẹ chị tới phòng khám ở quận Tân Bình để đưa thuốc. Chị T cho rằng bác sĩ C lợi dụng tâm lý lo lắng muốn cứu mẹ nên đòi vui vẻ. Ngày 15 tháng 4, chị T tới đây đưa hồ sơ thì bác sĩ C nói là hết cách điều trị và chỉ còn có thể dùng loại thuốc Lenvaxin 10 mới có thể kéo dài sự sống. Bác sĩ C còn nói đây là loại thuốc nội bộ và phải được kê đơn của các bác sĩ. Sau đó, bác sĩ tiến tới ôm chị T thì chị này phản kháng và ra về. Hôm sau, bác sĩ C nhắn tin cho chị T nói tình hình mẹ của chị có khả năng xấu. Tối ngày 18 tháng 4, chị T tiếp tục tới đây để gặp bác sĩ C lấy thuốc trên về cho mẹ mình. Tại đây, chị bị bác sĩ C ôm và quan hệ tình dục. Tuy nhiên, sau khi uống loại thuốc do bác sĩ C đưa, mẹ chị T bị biến chứng, phải vào bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với bác sĩ C, tuy nhiên bác sĩ này không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục. Phía bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cũng cho bác sĩ C tạm dừng công tác chuyên môn để làm các thủ tục tường trình sự việc. Ngày 26 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã làm việc với hai người trong nhóm liên quan vụ rượt đuổi xe ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây chặn xe đánh người vào chiều ngày 24 tháng 8. Bước đầu, hai người này khai, một trong hai xe ô tô của nhóm đã đá đèn xi nhan để xin vượt, nhưng xe anh T ở phía trước không cho. Cho rằng anh T cố ý gây chuyện, nên nhóm người này đã chửi bới và đuổi theo, tấn công cho hả cơn giận. Công an xác định có 3 người liên quan trực tiếp vụ hành hung anh T, khiến anh bị đa chấn thương ở mặt, đầu, chân tay. Trước đó, chiều ngày 24 tháng 8, anh T lái ô tô lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khi anh đi tới gần nút giao thông để qua vòng xoay Phú Hữu, thì có ô tô 7 chỗ chạy vào làn đường khẩn cấp, ép đầu xe của anh T.
Lúc này, người ngồi trên xe chỉ tay ném chai nước suối về phía xe anh T. Cùng lúc này, ô tô 16 chỗ cũng vượt lên, ép sát đầu xe của anh T. Hai xe kèn cửa xe của anh T trong đoạn đường dài di chuyển trên cao tốc. Rạng sáng ngày 26 tháng 8, xe ô tô tải do một tài xế 53 tuổi, trú phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, điều khiển chở cá, lưu thông trên quốc lộ 1D hướng Bắc Nam. Khi tới km 12 180, đoạn qua phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, chiếc xe tải bất ngờ bị mất lái, đâm vào vách núi rồi lật úp. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ, xe tải hư hỏng nghiêm trọng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế xe tải tăng tốc vượt trái một phương tiện khác, nhưng thấy có xe đi hướng ngược lại nên vội đánh lái về làn đường. Tuy nhiên, do đi nhanh, tài xế không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe bị nghiêng, đâm vào vách núi rồi lật úp. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20 giờ ngày 25 tháng 8, một người đàn ông điều khiển xe bán tải lưu thông trên đường ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát để về nhà. Khi đến đoạn trước cửa nhà, do đi xe quá cửa nhà nên người đàn ông cho xe ô tô lùi lại. Đúng lúc đó, bé trai 17 tháng tuổi, con của người hàng xóm ở đối diện, bất ngờ chạy qua đường. Do bé trai quá nhỏ, khuất tầm nhìn, tài xế không chú ý nên đã đâm trúng. Cú đâm mạnh khiến bé trai tử vong ngay sau đó. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8, một xe bồn trộn bê tông khi lên giữa cầu Tà Năng 2 trên đường DT-729 thuộc địa bàn xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thì cầu bị sập. Vụ việc làm chiếc xe bị lật, rớt xuống suối Tà Năng và giao thông tại khu vực bị chia cắt. Vụ việc không có thiệt hại về người. Đây là xe bồn trộn bê tông loại 3 chân của công ty trách nhiệm hữu hạn Triệu Khánh ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Ngày 19 tháng 6, cây cầu này đã từng bị sập do một xe tải nặng đi qua. Đến chiều ngày 25 tháng 6, cây cầu hoàn thành sửa chữa và đưa vào sử dụng.